các loại chuối, đu đủ chín, ổi. Wow, xì, quá trời luôn chuối. Đi tứ hướng rất nhiều quá. Thơm. Đây là dưa hấu. Đây giống trái bưởi, chắc nó xoài, mít. Đi như là một vườn lái theo luôn. Xin lỗi mọi người nha, mình đi hơi nhanh. Đây là đây trái gì ta? Pomelo. Trái bưởi. Bưởi năm rồi. Đây. Biết đây nhập ở đâu qua, chắc nó nhập bên Mỹ qua. Mình biết có nhiều người mê bưởi lắm. Mê ăn bưởi á. Nhiều thích ăn bưởi lắm, mình không mê lắm. Đó, ai thích bưởi vô đây. 2 đồng 49 một phao. Nhưng trái này chắc cũng phải 3 phao. Là 2 phao mấy, 7-8 đô vậy đó. Xoài, thanh ca. Xoài này cũng ngon lắm. 11 đồng 99, 11 đô 99, 12 đô một thùng. Chợ này mình mua đồ ăn nó không có tính thuế. Mấy chợ lớn nó không tính thuế. Mít, mua mít thơm quá. Đây nó khui sẵn luôn rồi. Khỏi sợ lầm. Thì khi mình mua về mình khui ra trong trắng bách rồi. Đó, anh chị nào quyện bờ mít ở đây. Đầy đủ. Vì gói, các loại. Trái cây, quả trái cây tiếp cho mọi người xem. Nhãn. Không thiếu cái gì hết. Đây là trái vải. 2 đồng 49 một phao. Nhãn thì 2 đồng 49 một phao luôn. Bịch này cả maximum chừng 1 kg hay hơn. 6-7 đồng, ăn ná thở luôn. Nhãn bên này rất là ngon. Đa số hộp nhỏ không. Trái này quen quen, hồi nhỏ hay ăn. Không biết tên gì. Rét rét, nho đen. Nho đen. Nho thường. Nho đỏ, nho xanh. Xoài các loại. Xoài này mình đã chín chút ăn ngon lắm. Đây cái bên Mỹ này, nghĩ mình nhập bên Mỹ. Hoặc là nhập ở Florida là khí hậu giống Việt Nam, nóng cho nên nó trái cây cũng giống Việt Nam. Đây trái bơ. Cái này ở Cali cũng có, cũng nhiều lắm. Nhà người quen mình cũng có cây bơ, nó ra rất nhiều, ăn không kịp. Đây trái lựu pomegranate tiếng Mỹ, chữ hơi dài. Mình rất ghét ăn trái này, rất phải kiên nhẫn. Có nhiều người thích ăn lắm. Cái này người ta dùng làm mỹ phẩm, cho nên mấy quý bà thích ăn lắm, nó đẹp da. Dừa, tươi. Chuối các loại. Trái plum, 99 cent phải không? Cái này mới là đầy đủ. Cái này mới là đầy đủ bộ sưu tập của trái cây, trái măng cục. $7 một phao. Một bịch chắc cũng khoảng 2 phao. Thế là quay trái cây không thiếu thứ gì. Còn thiếu lâm chôm nữa. Lâm chôm thời gian cũng bán, bây giờ không thấy nữa. Đó mới qua là 12-13 đô một phao. Cách đây cũng mười mấy năm. Bây giờ nó cũng xuống rồi.
măng cụt 7 đô một thau. Thấy không? Trái cây quá trời luôn. Giống như là một thành phố lái theo thu nhỏ chứ không phải một vườn nữa. Đầy đủ trái cây. Thực ra cũng không có mắc lắm. Nếu mà anh chị nào mà ghiền ăn, thích ăn trái cây thì ở Mỹ này với đồng lương tối thiểu mình nghĩ cũng không đến nỗi tệ đủ để mà ăn trái cây thoải mái. Chỉ sợ không có sức mà ăn thôi, không cần phải làm lương cao.